Mỹ cảnh báo tấn công phủ đầu nếu Nga phát triển phiên bản tăng tầm của Kalib. Đại sứ Mỹ tại NATO, bà Kay Bailey Hutchison, mới đây đã cảnh báo về khả năng Mỹ sẽ triển khai một cuộc tấn công phủ đầu nhằm tiêu diệt các tên lửa hành trình Nga vi phạm hiệp ước INF. Phát biểu của bà Kay Bailey Hutchison có thể coi như động thái rắn nhất của Mỹ từ trước tới nay, khi nguy cơ hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung INF bị Nga xé bỏ. Hiệp ước INF ký kết năm 1987 nghiêm cấm phát triển các tên lửa tầm trung có thể tấn công châu Âu hoặc Alaska. Nó được coi như một trong những hòn đá tảng duy trì nền hòa bình trên thế giới. Với tư cách người kế thừa Liên Xô, Nga tiếp tục thực hiện các điều khoản không sở hữu sản xuất hay bay thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ trên bộ có tầm bắn 500-5.000 km, hoặc không sở hữu hay sản xuất các bệ phóng tên lửa đó. Tuy nhiên, theo cáo buộc của Mỹ, thời gian gần đây Nga đã có nhiều động thái được xem là xé bỏ hiệp ước INF khi trang bị cần tiếp dầu cho máy bay ném bom Tu-22M3M và đặc biệt là đẩy mạnh nghiên cứu chế tạo tên lửa hành trình 9M729. Trước tình hình này, Washington cho biết sẽ cân nhắc phát triển hệ thống tên lửa tương tự nếu như Moscow tiếp tục vi phạm hiệp ước INF và tên lửa của Mỹ đủ sức đánh phủ đầu để tiêu diệt vũ khí mà Nga đang phát triển. Loại vũ khí mà Mỹ nhắc đến chính là 9M729, phiên bản triển khai từ mặt đất của tổ hợp tên lửa hành trình tầm xa Kalib NK, phóng đi từ tàu mặt nước. Nó mang đầy đủ những tính năng kỹ chiến thuật cơ bản của dòng tên lửa này. Tên lửa hành trình 9M729 được trang bị cơ cấu điều khiển và dẫn đường dựa trên quán tính với cảm ứng Doppler điều chỉnh góc tấn công theo hệ thống định vị vệ tinh GLONASS do Nga phát triển. Khi bước vào giai đoạn cuối, đầu tự dẫn quang học hoặc radar hình ảnh trên tên lửa sẽ được kích hoạt, tự động tìm kiếm và lao vào tấn công mục tiêu bằng đầu đạn nặng tới 450 kg. Tên lửa 9M729 được phóng theo phương thẳng đứng với sự trợ giúp của động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn. Sau đó, động cơ tua bin phản lực cánh quạt sẽ giúp tên lửa bay hành trình với tốc độ bay cận âm. Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, tên lửa 9M729 có thể dễ dàng vượt qua hệ thống phòng không đối phương thông qua đường bay phức tạp với nhiều lần chuyển hướng ở độ cao rất thấp. Điểm khác biệt lớn nhất giữa tên lửa 9M729 triển khai từ mặt đất so với phiên bản Kalib NK lắp đặt trên tàu chiến chính là tầm bắn tăng vọt lên gấp hơn 2 lần. Nếu như Kalib NK có tầm bắn tối đa khoảng 2.500 km, thì 9M729 có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 5.400 km. Để đạt tới cự ly này, thì phần thân tên lửa sẽ lớn hơn để tăng cường lượng nhiên liệu mang theo. Theo cáo buộc của Mỹ, hiện nay Nga đã bí mật đưa vào tình trạng trực chiến những tổ hợp tên lửa hành trình tầm trung 9M729 đầu tiên. Tuy nhiên, Moscow vẫn luôn bác bỏ. Hành động đáp trả có thể được Mỹ triển khai chính là tái biên chế tên lửa đạn đạo tầm trung MGM-31 Pershing 2 cùng với BGM-109G Griffon, phiên bản trên bộ của Tomahawk. Bóng ma chiến tranh lạnh rõ ràng đang quay lại, nguy cơ lớn hơn bao giờ hết, cho nên rất cần sự kiềm chế của các bên liên quan để tránh khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang mới. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.